Ôi, xin chào quý anh em, mình quay trở lại với kênh YouTube Bố Về Đi Biển. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa biển Phú Lạc. Đây, phía dưới kia là cửa biển Phú Lạc nha anh em. Thì tình hình trong ngày hôm nay là có một chiếc tàu cá Bình Định. Hiện tại là mình không rõ là hành đánh bắt gì, nhưng mà hiện tại là đang tấp vô bãi biển ngay cạnh góc cửa biển Phú Lạc anh em. Trong cái điều kiện của thời tiết của ngày hôm nay là sóng rất là lớn, cao tầm 3 đến 4 mét, và gió giật cấp 8, cấp 9. Và hiện tại thì tàu cá đang tấp vô hẳn ở trong bờ luôn, ngay tại cái chớn sóng, nơi mà cái con sóng nó có khả năng bổ và gây nhiều cái rủi ro lớn nhất đó. Thì hiện tại là tàu chưa có bị bịch và vỡ thân, nhưng mà nó đang tấp vào trong cái chớn này, thì theo mình phỏng đoán là chắc cũng 1-2 giờ đồng hồ nữa thì chiếc tàu này nó cũng tan tành thôi. Thì trong cái điều kiện thời tiết mà nó xấu như thế này thì những cái biện pháp mà cứu hộ cứu trợ là để cho giải quyết cái con tàu này một cách mà nó nguyên vẹn là chắc chắn là rất là khó và không có được luôn các bạn. Và bây giờ là mình quan sát thoáng nhẹ một tí xíu là hình như là nó đi bấm tinh khơi và hành câu nguồn các bạn. Câu nguồn trong đèn, câu nguồn trong đèn, bởi vì ở trên thân tàu, trên dàn cabin thì vẫn còn những cái bóng đèn siêu. Và có cái mấy cái cần nè, mấy cần câu nguồn nè, mấy cần câu nguồn. Mấy cánh cửa cabin thì bị đập vỡ tan tành hết trơn rồi, không còn gì. Còn hiện tại ở trong bờ đây đang trôi tấp những cái mảnh vỡ của thúng nhựa, rồi 3 cái thùng mũng, rồi 3 cái phi bồn là cũng bị dầu dập vỡ tan tành hết. Đây là những cái bồn, những cái bồn chứa nước, những cái mảnh vỡ từ những cái bồn chứa nước của con tàu bị đập vỡ hoàn toàn và trôi tấp vô ở trong bãi biển ngay bên cạnh khu vực của mình đang đứng luôn. Đó, tại cái khu vực mà nơi mà con sóng nó có khả năng tạo ra cái sức mạnh mà đỡ phá vỡ lớn nhất thì con tàu nó đang nằm tại cái vị trí đó các bạn. Rất là tội luôn, rất là tội, đồng cảm và rất là chua xót với những cái tình cảnh này của bà con ngư dân. Và hiện tại thì đa phần là bà con ngư dân ở khu vực gần bên cạnh phát hiện, hiện tại thì chỉ ra đứng dòm và quan sát thôi, chứ không thể tạo ra một cái biện pháp gì đó mà đỡ hỗ trợ và cứu giúp đấy. Bởi vì trong cái thời tiết nó cực kỳ xấu luôn. Theo mình nghĩ là chắc có lẽ là những cái người ở trên tàu thì họ đã vào ở trong bờ rồi. Còn thì cái nguyên nhân ban đầu thì như thế nào, hay là theo sự phỏng đoán của mình là các anh em thuyền trưởng hay là thuyền viên là có thể là vô ở trong bờ rồi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để kiểm chứng, bởi vì quanh đây còn một hai bà con đang đứng quan sát trước mình một tí xíu rồi. Trước khi mà bị tấp vô bờ như thế này á, con tàu này nó cũng có thả giàn. Có thể nguyên nhân chính xảy ra vấn đề này đó là bị hư động cơ. Hư động cơ trong cái thời tiết như thế này là các cái con tàu cứu trợ hoặc là hỗ trợ đồng minh thì sẽ đến không có kịp, cho nên là nó sẽ xảy ra cái tình trạng xấu nhất mà bây giờ mình quan sát như thế này. Để mình lên này mình hỏi thử là đội ngũ anh em thuyền viên và chủ tàu hiện tại đang ở đâu nha. Hiện tại có ai ở đây là thuyền viên của tàu không ta? Không ạ. Không ạ. Camera mình xây ra thẳng ra ngoài biển nha. Anh em nói chuyện thoải mái. Camera mình đang hẳn ngoài tàu. Sợ anh em mình e ngại. Có ai mình tới sớm không? Ông này bên gì? Dạ. Mình phục viên hơn. Tốt ạ. Có ai mình tới sớm mà biết anh em trên tàu có ổn định không? Anh em trên tàu đưa nhiều đồng quý hết rồi. À, rồi.
À, mình có thăm hỏi một vài anh em và họ tới sớm hơn mình tí xíu là các cái thuyền viên, các thuyền viên và thuyền trưởng ở trên tàu này là được cứu hộ đưa vào đồn hết rồi, an toàn hết rồi nha. Trong những cái sự rủi ro như thế này thì cái vấn đề mà về con người là mình đặt lên hàng đầu đó. À, một tin rất là vui, mình vừa nói mà mình cũng vừa rất là hồi hộp luôn anh em, rất là vui luôn. Đó là trong cái rủi nó có một cái may, đó là tất cả các anh em ở trên tàu đều được đưa vô bờ và an toàn. Còn thì những cái rủi ro đối với bà con ngư dân làm biển, và đặc biệt là trong những cái điều kiện mà thời tiết nó xấu như thế này, bà con ngư dân vẫn tích cực bám biển, và thật sự là nó sẽ có những cái rủi ro nó cao hơn, nhưng mà cũng vì là xây dựng kinh tế, đồng tiền manh áo, chăm lo cuộc sống gia đình, cho nên là khi mà cái rủi ro nó cao thì không biết nó sẽ rơi vào một cái tình cảnh nào, một cái gia đình nào, cho nên là rất là đồng cảm và chia sẻ cái nỗi cùng cực, cái nỗi khó của bà con trong những cái giai đoạn như thế này. Hiện tại là những cái mảnh ván của con tàu bắt đầu là nó đang dần vỡ vụn và tấp vô bờ, và điều dễ thấy nhất là những cái mảnh ván từ cabin đã bị các cái con sóng lớn mà đánh bỡ và trôi vô bờ hẳn hoàn toàn. Có một cái ống bô, một cái ống bô cũng bị nó giật gãy luôn, là cò. Tàu cá của anh em Bình Định nè, số niêm rô là Bình Định 97674. Đây ở đây có một miếng ván, ván này chắc có lẽ là ván lót ở đâu đó ở trên con tàu. Một miếng ván rất là chắc luôn. Quá buồn ha, những cái điều mà trong cuộc sống không ai muốn xảy ra hết. Và đối với một cái ngành nghề nào nó cũng có một cái tỷ lệ rủi ro. Điều kiện thời tiết cực kỳ xấu của ngày hôm nay, nếu mà trong khoảng tầm một khoảng thời gian sắp tới khoảng tầm 5-7 bữa nữa thì thời tiết nó rất là đẹp luôn các bạn, thì khả năng mà nó sẽ cứu vớt được con tàu khả năng rất là cao. Nhưng mà trong cái điều kiện ngày hôm nay là cực kỳ xấu luôn. Bây giờ mọi người lẫn mình lẫn tất cả các anh em chỉ đứng nhìn con tàu nó đang dần chờ con sóng nó đánh vỡ vụn thôi. Cực kỳ chua xót luôn anh em, quá chua xót. Nhớ bấm đăng ký kênh Bố Già Đi Biển.